trùm chăn để chọn bạn tình có ở đồng bào dân tộc nào ở nước ta? A. Dân tộc Thái, B. Dân tộc Hà Nhì, C. Dân tộc Tày. Hết. Hay quá Mỹ ơi. Nè, sao? Trả lời đi em. Nguy hiểm quá. Thôi thật. Trả lời đi em, để cho mọi người ngưỡng mộ anh em nè. Danh là mọi người nể nè. Đừng nể một cái coi. Dạ, câu này em không biết. Hả vậy trời? Trời ơi, em không biết mà em bấm chuông. Em xin chọn đáp án B, dân tộc Hà Nhì ạ. Hà Nhì. Hà Nhì. Chính xác. Hà Nhì. Ok.